Đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Miss Grand Việt Nam diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ quận 11 thành phố Hồ Chí Minh với top 44 thí sinh. Người đẹp Lê Hoàng Phương đến từ Khánh Hòa đã chính thức đăng quang Miss Grand Việt Nam 2023. Miss Grand Việt Nam tổ chức nhằm tìm gương mặt tham gia Miss Grand International, một trong 6 cuộc thi nhan sắc lớn thế giới. Năm nay, cuộc thi khởi động từ tháng 6 thí sinh trải qua các vòng thi phụ gồm áo tắm, người đẹp thời trang, trang phục văn hóa dân tộc. Khép lại đêm chung kết, chiếc vương miện danh giá Hoa hậu Miss Friend Việt Nam, Hòa bình Việt Nam 2023 đã thuộc về thí sinh Lê Hoàng Phương. Ngôi vị Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt được trao cho thí sinh Bùi Khánh Linh và Trương Quý Minh Nhàn. Người đẹp Lê Thị Hồng Hạnh đến từ Thái Bình đã giành ngôi Á hậu 3. Và cuối cùng vị trí Á hậu 4 thuộc về thí sinh Đặng Hoàng Tâm Như hiện tại lê hoàng phương là ceo một công ty kiến trúc chuyên vẽ thiết kế và thi công công trình không chỉ hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc lê hoàng phương còn là cái tên quen thuộc trên các sàn diễn thời trang và các đấu trường nhan sắc việt